Những sai lầm phổ biến nhiều người mắc phải khi cố gắng giảm mỡ bụng. Việc tuân thủ lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học sẽ giúp bạn đạt được thành công trong lộ trình giảm cân của mình. Do đó, hãy chú ý những sai lầm sau đây để tránh mắc phải. Các tế bào mỡ tích tụ ở vùng dưới dạ dày của bạn được gọi là tế bào chất béo beta. Những tế bào này rất khó bị phá vỡ. Để giảm lượng các bohi z cap, một yếu tố dinh dưỡng đa lượng thừa từ vùng bụng là một nhiệm vụ rất khó khăn để đạt được. Thế nhưng nếu bạn tuân thủ một lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học thì hành trình giảm cân của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt. Dưới đây là một số lời khuyên sẽ cho bạn biết bạn đã sai ở đâu khi cố gắng giảm mỡ bụng và cách bạn có thể khắc phục nó. Ngủ không đủ giấc, việc thiếu ngủ thường xuyên vì lý do công việc, lướt điện thoại, tiệc tùng hay bất cứ lý do gì cũng sẽ khiến bạn mất cân bằng nội tiết tố. Tình trạng này xảy ra dẫn dẫn đến những tác động tiêu cực đến cách ăn uống của chúng ta. Bạn nên nhớ rằng có hai loại môn có trong cơ thể chúng ta, ghrelin, môn khiến chúng ta cảm thấy đói và leptin, môn khiến chúng ta cảm thấy no. Nếu như mất cân bằng trong lịch trình ngủ có thể dẫn đến sự gia tăng mức độ ghrelin và giảm mức độ leptin. Chế độ tập luyện không chính xác, nếu bạn chỉ chăm chăm tập trung vào các bài tập bụng sẽ chẳng giúp ích gì cho quá trình giảm cân, bởi dạ dày của bạn chỉ thực hiện chức năng dự trữ năng lượng. Do đó, hãy chú ý vào các bài tập đòi hỏi sự vận động toàn thân, bài tập đứng lên ngồi xuống, sờ quát và chạy nước rút. Tiêu thụ quá nhiều đường Uống nhiều đồ uống có đường hoặc có ga là nguyên nhân khiến hành trình giảm cân của bạn không thành công. Do đó, hãy kiểm soát cơn thèm của bạn với các loại đồ ăn ngọt như sâu câu lơ, bánh ngọt, kem, vi, vi. Đồng thời thực hành việc ăn uống lành mạnh, cân bằng và bổ dưỡng với tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng thích hợp của cơ thể bạn bằng cách bổ sung trái cây và rau củ quả phù hợp, ăn ít protein hơn. Protein là một chất bổ sung tuyệt vời để giảm cân vì nó giúp cơ thể đốt cháy calo và xây dựng mô cơ nạc. Protein cũng giữ cho cơ thể no trong một thời gian dài và làm giảm lượng calo. Do đó, đừng ăn quá ít protein nếu muốn giảm cân. Hãy bổ sung sữa, trứng, cá ngừ, ức gà, đậu phụ và đậu gà bởi đây là nguồn cung cấp protein tốt nhất. Không theo dõi tiến trình. Việc theo dõi tiến trình giảm cân sẽ giúp bạn có động lực để cố gắng đạt được mục tiêu. Do đó, hãy cập nhật các ứng dụng giúp bạn theo dõi hoạt động thể chất hàng ngày thông qua số bước chân, lượng calo tiêu thụ. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi hành trình của mình thông qua cách thủ công là viết nhật ký giảm cân.